việc chăm heo thôi mà làm cũng không xong nữa. Bà nói thì hay quá, bà làm thử tôi coi nào. Đi ra đi, tôi làm cho. Làm thế này heo thì tôi chịu nói mất. Nè, nhìn nè. Bà thái vậy còn chậm hơn cả tôi thái rồi đấy. Bà cứ để đấy, tôi đã có cách. Ông trước giờ ăn nhậu chứ có làm cái gì đâu. Ông kiếm cái gì? Bà, hôm nay sẽ làm một máy lợn thái. Lần trước tôi giúp bà mới bò lên lợn rồi. Hôm nay tôi phải giúp bà với gà nó vịt. Thế, máy này cái gì vậy ông? Máy băm thái cưới đâu lắm. Bạn thấy chưa? Bạn rất là chuyên. Không thể tin được. Tại sao có thể mắc nhỏ được như thế này chứ? Mấy lần nay tôi làm đều không biết. Giới thiệu cho bà con trong vùng này biết. Từ hôm nay trở đi không còn phải mắc chuối, mệt mỏi và tốn công sức như hàng ngày nữa. Vậy là từ giờ tôi có thời gian đi nhậu nha. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.